Amazon và Apple phản đối tin đồn bị cấy chip gián điệp từ Trung Quốc. Hôm thứ Năm, các công ty công nghệ lớn của Hoa Kỳ gồm Amazon và Apple đã phủ nhận cáo buộc rằng các hệ thống của họ đã bị xâm nhập bởi các chip máy tính độc hại được chèn vào bởi các nhân viên tình báo Trung Quốc. Hôm thứ Năm, Bloomberg Business Week đã đưa ra một bài báo viết trên mạng với tiêu đề Cách Trung Quốc sử dụng một con chip cực nhỏ để xâm nhập vào các công ty Hoa Kỳ, trong đó tuyên bố rằng gián điệp Trung Quốc đã cài đặt chip máy tính trong thiết bị của khoảng 30 công ty, bao gồm Amazon, Apple và nhiều cơ quan chính phủ Hoa Kỳ khác. Nguồn tin tuyên bố rằng Amazon đã nhận thức được phần cứng sửa đổi hoặc các chip độc hại trong Supermicro và trong Elemental Media vào thời điểm Amazon mua lại Elemental vào năm 2015 và Apple đã tìm thấy chip độc hại trong các máy chủ trên mạng của họ vào năm 2015. Vào thứ Năm, Amazon đưa ra một thông báo phủ nhận những cáo buộc này. Apple cùng ngày cũng đã nói rằng câu chuyện này là không có thật. Trước đó, Trung Quốc đã phủ nhận những cáo buộc về việc dàn xếp các cuộc tấn công không gian mạng chống lại các công ty phương Tây. Tin này đã khiến chứng khoán toàn châu Á lao dốc sáng nay cổ phiếu Lenovo đã có lúc mất tới 23% trên sàn Hồng Kông. Cổ phiếu ZTE, hãng sản xuất thiết bị diễn thông khổng lồ khác của Trung Quốc cũng mất tới 14%. Lenovo đã mua lại mảng Personal Computer, máy tính cá nhân, bao gồm thương hiệu máy tính sách tay laptop nổi tiếng của IBM là ThinkPad vào năm 2005. Năm 2014, Lenovo chia ra 2,9 tỷ Mỹ Kim để mua Motorola Mobility từ Google cho dòng smartphones.